chẳng gì khi mà chúng ta đi mua bán hoặc là đầu tư bất động sản thì sẽ luôn luôn có những cái sản phẩm gọi là rẻ hơn giá thị trường đấy. Thì những cái nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp ấy, người ta luôn tìm những cái bất động sản như vậy để làm gì? Có một câu nói trong cái giới đầu tư người ta thường hay nói, đó là lời từ khi mua. Tức là bản thân lúc mà thời điểm người ta mua cái bất động sản đó thì đã có lời ngay từ đó rồi, chứ không phải là người ta mua xong đợi đó 1 năm 2 năm người ta bán thì mới có lời. Tức là như thế nào? Tức là tại thời điểm mua thì người ta phải mua thấp hơn với giá thị trường, sau đó giả sử như người ta bán liền ngay lúc đó thì vẫn phải có lời, bán liền lại ngay bằng với giá thị trường thì sẽ có lời trong thời điểm đó. Thì đó gọi là lời từ khi mua. Thì làm sao để có được những cái sản phẩm mà lời từ khi mua như vậy? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái người đi mua bán đầu tư bất động sản những cái trường hợp mà cái những sản phẩm bất động sản mà nó rẻ hơn so với giá thị trường. Thì đối với những anh chị nào lần đầu tiên xem cái kênh của tôi thì tôi ra video mỗi tuần 2 video vào tối thứ ba và tối thứ bảy vào lúc 7 giờ để tiện cho anh chị theo dõi anh chị nhé. Và bây giờ thì vô nội dung chính ngày hôm nay. Trường hợp đầu tiên để cái có một số sản phẩm nó rẻ hơn giá thị trường khi mà nó thế chấp ngân hàng đấy, thế chấp ngân hàng vay đấy. Một số chủ nhà là người ta vay để mua bất động sản, đặc biệt là một số người làm kinh doanh đấy các bạn anh chị. Người ta hay mua hay vay tiền dùng đòn bẩy ngân hàng để vay nhà để mua nhà. Thì đối với những cái lúc mà trường hợp mà kinh doanh nó ổn định thì không sao đúng không, nhưng mà có số một số trường hợp ví dụ như dịch Covid vừa rồi thì dịch Covid ảnh hưởng đến một số ngành, ví dụ như ngành xây dựng ngân hàng này, thép nó lăn giá này vân vân, thì một số người làm trong lĩnh vực này kinh doanh này thì người ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái việc mà công ty người ta bị thua lỗ là một, không có doanh thu là hai, thì nó không có khả năng, nó không giúp cho người ta có khả năng là có dòng tiền để trả lãi mỗi tháng. Chính vì vậy là có một số trường hợp như vậy là người ta phải bán rẻ hơn so với thị trường. Tại vì bây giờ nếu người ta không bán rẻ, người ta vẫn cứ chấp nhận để như vậy thì biết bao giờ mới bán được. Và nếu không bán được thì áp lực trả lãi mỗi tháng của người ta rất là cao. Giả sử như người ta căn nhà 15 tỷ, người ta vay 7-8 tỷ thì anh chị biết 1 tỷ một tháng thì trả lãi không được là 10 triệu đúng không ạ? 7-8 tỷ thì là 7-80 triệu, gần 100 triệu, không phải là một số tiền nhỏ đúng không nào? Đấy, thì hoặc là một số trường hợp là đến cái ngày đáo hạn rồi, một số bất động sản vay ví dụ như vay 5 năm đến ngày đáo hạn rồi mà không có tiền trả thì bây giờ làm sao? Phải bán rẻ thôi, chấp nhận bán rẻ để trả cho ngân hàng. Thì đấy là trường hợp đầu tiên khi mà một số những cái chủ nhà người ta vay ngân hàng và người ta cần tiền vì phải áp lực trả lãi hoặc là đến ngày đáo hạn thì người ta sẽ bán rẻ. Đấy, đây trường hợp thứ hai tôi thường hay gặp khi làm môi giới, đó là một trường hợp là người ta bán bố mẹ để lại rồi anh em nhiều người là bán cùng phân chia tài sản. Tôi lấy ví dụ ha, trước đây tôi có từng bán một căn nhà ở trung tâm Phú Nhuận đấy. Thì khi mà bố mẹ mất thì để lại trước giờ một căn nhà đó thì có bố mẹ lớn tuổi rồi nha, cùng với những người con đấy, có 3-4 người con cùng ở trong một căn nhà, và những người con là sớm chứa gia đình thì vẫn ở trong nhà đó đấy. Thì thành ra một gia đình là 3 thế hệ đấy, 3 thế hệ cùng sống trong một căn nhà và rất là đông con cháu. Nếu như mà gặp như trước đây ấy, cái thời ông bà mình ấy, thì như vậy gọi là vui đấy. Nhưng mà bây giờ thì khi mà thành phố nó cái cuộc sống công nghiệp nó phát triển mà nhiều thế hệ cùng sống trong một nhà có rất là nhiều cái bất tiện, đặc biệt là với những cái không gian mà nhỏ như vậy, số lượng người càng ngày càng tăng, mà cái không gian thì nhà thành phố biết rồi các bạn, nó đâu có to, nó là khoảng 50m² à đấy. Thì nhiều người như vậy nó sẽ làm cho cái chật chội khó chịu. Và khi mà những cái bố mẹ này còn sống ấy, thì những cái người con này không thể bán nhà đi được đấy. Nhưng mà đến khi họ mất ấy, thì những người con này bắt đầu phải bán nhà đi để làm gì? Giả sử như bán căn nhà được 10 tỷ đấy, thì bà chia ra 3-4 người, thì người được thay thì mấy 3 tỷ, thì những cái người này, những người con này mới thêm những số tiền mà để dành dụm nữa để ra một cái vùng ven mua, có thể là dưới Nhà Bè hoặc Bình Chánh để xa hơn thành phố, trong thành phố nhưng mà nó diện tích nó lớn hơn và mình không phải ở chung với những người khác, để có một cái không gian thoải mái riêng tư hơn cho gia đình của mình đấy. Thì sau khi mà cái thời điểm đó tôi bán thì bố mẹ vừa mất, mất đâu đó khoảng được một thời gian thì những người con này quyết định là bán cái nhà. Và thật ra người ta rất là muốn bán, bởi vì người ta không muốn sống chung với những cái anh chị em trong nhà khác nữa, bởi vì có nhiều cái bất tiện đấy. Thì người ta quyết định là cũng bán và bán rẻ để bán nhanh, thì người ta có thể là tìm được cái nơi khác người ta ở. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp mà những cái cặp ly vợ chồng á, sau khi mà ly dị thì người ta cũng cần bán để phân chia tài sản, để có thể là ở riêng và có thể là đi tìm hạnh phúc mới đấy, vun đắp cho gia đình mới của họ. Cho nên là người ta cần bán những căn nhà trước đây người ta sống chung với nhau, bây giờ ly dị xong là người ta bán cái nhà đó để chia tài sản và có thể là đi mua những cái căn nhà riêng khác của họ
thì cái thời điểm này á, cái người ta cần đó là càng bán nhanh. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà những cặp vợ chồng mà khi người ta đã không còn cái tình cảm với nhau nữa thì người ta cũng không còn muốn dính líu với nhau nữa, cho nên là cái gì mà càng chia sớm thì càng tốt. Thì chính vì vậy là người ta cũng có thể là chấp nhận là bán rẻ hơn giá thị trường thì có thể là giải quyết sang nhanh cái việc mà chia tài sản đấy. Thì cái trường hợp thứ ba này cũng giúp cho anh chị, những cái người mua bất động sản là có thể mua được những cái sản phẩm là rẻ hơn ha. Đấy, trường hợp thứ tư thì có một số trường hợp đó là bố mẹ lớn tuổi nhưng mà bây giờ con á, trước giờ là ở Sài Gòn thôi, không phải là một người chính ngành kinh doanh giỏi, nhưng mà Sài Gòn bây giờ đang ở trên miếng đất vài tỷ, 10 tỷ, mười mấy tỷ. Tuy nhiên là con cái thì nó lớn lên rồi, bây giờ nó cần tiền, sau khi mà nó cưới vợ thì nó cần tiền một cái khoản tiền nào đó để nó xây vợ, xây nhà, nó ở nhà riêng, giả sử là 2-3 đứa con chẳng hạn đấy, hoặc là một đứa cũng được, nó cưới vợ xong nó muốn xây nhà riêng ở mà giờ không có tiền cho nó, trong khi là mình đang ngồi một đống tiền mười mấy tỷ nhưng mà đôi khi mình cũng không có nhu cầu phải dùng nhiều số tiền như vậy đấy, cho nên là muốn bán những cái nhà như vậy để cho tiền cho con, có thể là con đi học đại học nè, hoặc là con là cho tiền con để cưới vợ nè, xây nhà riêng nè đấy. Thì những trường hợp như vậy thì thường tôi thấy là sau khi mà con kết hôn ấy, người ta sẽ phải bán nhanh để cho tiền con đi mua nhà khác đấy. Có thể là người ta chấp nhận người ta bán cái nhà đó mười mấy tỷ đấy, và người ta cho con khoảng nửa 7 tỷ 8 tỷ để nó mua một cái nhà khác sống với vợ nó, còn họ có thể chấp nhận là một cái nhà xa hơn trung tâm đấy, ví dụ như là ra Bộ Ven, Củ Chi, Nhà Bè, hoặc là có thể là người ta mua một cái nhà nhỏ hơn, cũng ở trung tâm nhưng mà nhỏ hơn, người ta không có nhu cầu ở nhiều bởi vì giờ có hai vợ chồng thôi đấy. Thì đấy là trường hợp thứ tư, là cũng có thể là những cái trường hợp như vậy cũng có thể là người ta bán nhà bán nhanh giá rẻ để có thể là dọn đi sớm đấy. Trường hợp thứ năm là một cái trường hợp rất là cũng có nhưng hiếm, cũng ít xảy ra nhưng mà có, đó là trường hợp mà khi mà chủ nhà nào đó họ bán nhà và tự nhiên họ có một cái ý định bất chợt nào đó họ bán nhà và họ không tham khảo giá thị trường, họ không đi hỏi giá xung quanh là bao nhiêu, thì họ giả sử như là bây giờ họ có một căn nhà và họ cần đâu đó khoảng tầm 10 tỷ để họ làm một cái việc nào đó của họ, và họ không biết là cái nhà của họ đang định giá là 15 tỷ, họ chỉ cần 10 tỷ để làm việc của họ thì họ ra với nhà 10 tỷ thôi. Thì đến những cái lúc như vậy, những cái khách nên những cái người như vậy á, họ rao á, thì những cái nhà như vậy vừa xuất hiện là đảm bảo đầu tư vào rất là nhanh. Những cái anh chị đầu tư đó là luôn luôn sẵn tiền, chỉ gặp những cái trường hợp như vậy là người ta mua cọc liền thôi. Thì thật ra bây giờ những cái chủ nhà bây giờ họ cũng rất là am hiểu thị trường, khi mà trước khi họ bán nhà thì họ cũng đi hỏi này hỏi kia, hỏi giá xung quanh để họ rao, chứ cũng không phải gì rao mà thấp hơn thôi. Thường cũng đa số một chủ nhà nhiều lúc là rao cao hơn giá thị trường nhiều nữa các bạn. Mua nhà thì lúc nào cũng muốn mua giá rẻ nhưng mà bán nhà lúc nào cũng muốn bán giá cao hơn người khác. Thì nhưng mà đa số là như vậy, nhưng mà cũng có một số trường hợp như vậy đó, khi mà chủ nhà đặc biệt có thể là những người lớn tuổi, người ta không có những cái kinh nghiệm thị trường, người ta đâu có ý định là buôn bán nhà nhiều đâu, thì bây giờ cần tiền cần bao nhiêu thì người ta bán bấy nhiêu thôi. Thì đó cũng là một cái trường hợp khi mà chủ nhà ít thông tin, ít biết thông tin về thị trường đấy, để người ta rao ha, người ta rao rẻ hơn với giá thị trường. Rồi cái trường hợp thứ sáu đó là một số căn nhà ấy, thì có thể là người ta rao bằng với giá thị trường đấy, nhưng mà người ta rao lâu rồi, rao một thời gian rồi, khoảng tầm 1-2 năm rồi, không thấy ai hỏi han gì hết trơn, cũng không ai lui tới gì hỏi thêm mua hay là trả giá gì hết, thì người ta bắt đầu cảm giác là vậy là chắc là bây giờ nhà mình có vấn đề gì đó, hoặc là mình rao cao quá, thì bắt đầu người ta phải giảm giá để người ta bán đấy. Mặc dù là có thể là nhà của người ta là có thể là cách người ta marketing chưa tốt, cho nên nhiều bạn môi giới chưa biết đến, chưa chào khách đấy, hay là như thế nào đó, hoặc là thì đấy, những cái trường hợp như vậy, nhưng mà người ta rao lâu quá, giống như là khi mà các bạn độc thân lâu quá, các bạn sẽ tự hỏi bản thân là ủa tại sao mình độc thân lâu vậy, không có ai ưng, thấy mình cũng được mà ta, mình đâu có đến mức xấu xí như vậy rồi sao không có ai ưng, thì các bạn sẽ tự vấn bản thân như vậy. Thì những chủ nhà cũng vậy thôi, người ta khi mà người ta rao nhà, người ta rao lâu quá mà không có ai hỏi, người ta sẽ tự vấn có phải là mình rao cao giá thị trường hay sao, thôi mình giảm một tí. Đấy, những cái trường hợp như vậy thì các bạn cũng sẽ là cho anh chị cũng sẽ có những cái trường hợp, có những cái nhà như vậy là sẽ rẻ thị trường ha. Và cái trường hợp cuối cùng đó là một số căn nhà rẻ nhất thị trường khi mà nó bị một cái lỗ phong thủy gì đó, tuy nhiên nó không quá nặng đấy. Nên tôi lấy trường hợp ha, gần đây tôi thấy một cái comment, những cái bình luận ở video trước của tôi, đó là hỏi là tại sao những căn nhà mà nó gần chùa thì cũng gần gọi là một loại phong thủy, lỗ phong thủy, tại sao không nêu ra. Thì thực ra bản thân tôi nghĩ thôi, nhiều lúc là gần chùa chiền nó cũng không hẳn là một lỗ phong thủy,
có một số người, tôi rất là nhiều khách hàng nha, người ta thấy đạo Phật mà người ta rất thích nhà gần chùa. Tôi lấy ví dụ ha, những cái nhà ở đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận chẳng hạn, thì những cái nhà đó đường Phú Nhuận á, đường Thích Quảng Đức á, thì là nó nổi tiếng là nó gần chùa chiền. Tuy nhiên có một số khách hàng họ lại thích đường này bởi vì họ thấy đạo Phật và họ rất là thích việc gần chùa để họ tiện đi cúng bái đấy, họ tiện đi lên chùa tịnh tâm đấy. Cho nên là một số người á, thì một cái số căn nhà thì sẽ bị lỗ, họ nghĩ là lỗ phong thủy thì họ sẽ giảm giá. Nhưng mà đối với những căn nhà đó, ví dụ một số người sẽ nghĩ là ở gần chùa lỗ phong thủy người ta giảm giá đúng không, nhưng mà một số người khác người ta sẽ thích cái lỗ phong thủy á, người thích cái việc gần chùa đó nên người ta có thể là đi chùa dễ dàng hơn đấy. Thì một số nhà là bị nghĩ là lỗ phong thủy vậy cho nên là giá thì rẻ, sẽ thêm vô sáu thị trường anh chị ha. Và thực tế thì đúng là được, cái đường Thích Quảng Đức nó cũng rẻ hơn so với một số đường khác thật đấy. Thì trên đây là những cái mà bảy cái trường hợp mà nó giúp cho anh chị, những cái người mà mua đầu tư bất động sản là sẽ có được giá rẻ so với thị trường. Thì như thường lệ, YouTube sẽ đề xuất những cái video mà có nhiều lượt like hay là lượt bình luận. Thì nếu mà anh chị thấy cái video của tôi là hữu ích thì hãy cho tôi một like anh chị nhé. Hẹn anh chị ở video tiếp theo. Bye bye.